Để việc công bố điểm thi thuận lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng 63 hội đồng thi trên cả nước chuẩn hóa cơ sở dữ liệu điểm thi bảo đảm chính xác, bảo mật. Bộ đã đề nghị các địa phương chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động tra cứu điểm thi của thí sinh, tránh để xảy ra các sự cố về kỹ thuật trong quá trình tra cứu điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thí sinh có thể tra cứu kết quả thi bằng một trong ba cách sau. Cách 1. Tra cứu điểm thi qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Thí sinh truy cập vào website của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi. Sau đó, nhập số báo danh của mình vào ô nhập số báo danh sẽ biết được điểm số chi tiết. Cách 2. Tra cứu điểm thi tại hệ thống quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh truy cập vào website http://taceudiem.tsitotngsiept.edu.vn/.nhập-thông-tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu. Cách 3. Tra cứu điểm thi qua website báo chí. Để tạo điều kiện cho các phụ huynh, học sinh trên cả nước thuận lợi trong việc tra cứu điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp dữ liệu điểm thi cho một số cơ quan báo chí để phục vụ thí sinh tra cứu. Đây là những cơ quan báo chí đã cam kết với Bộ về việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không cung cấp cho bên thứ ba và không sử dụng cho mục đích khác. Các thông tin phải chính xác theo dữ liệu nguồn, không sử dụng dữ liệu điểm thi cho mục đích thương mại. Thí sinh có thể truy cập vào các website báo chí sau để tra cứu điểm. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, bài thi môn tự luận ngữ văn sẽ được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Các môn thi trắc nghiệm cũng sẽ làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp. Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bao gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lớp 12 cùng điểm ưu tiên, khuyến khích. Nếu có, điểm của từng bài thi sẽ được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi sẽ được xét điểm từ các bài thi và các môn thi thành phần để xác định điểm tốt nghiệp trung học phổ thông. Quy chế thi tốt nghiệp này áp dụng cho năm 2023 và được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để đảm bảo công bằng và chất lượng trong quá trình thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông.